Xin chào bạn, thì ở video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái dự án ICO có tên là CovidX. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn về cái thông tin, những cái đội ngũ phát triển của dự án cũng như là đội ngũ cố vấn của dự án này. Thì về cái đây là thành phần tem của dự án này. Thì đây là co-founder của dự án có tên là Eric Annan. Thì đây là một doanh nhân nhà giáo dục blockchain, người ủng hộ và cái nhà giáo dục về khối team tiền điện tử, chuyên gia Bitcoin được chứng nhận, thì người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Nigeria và Ghana, thì cựu giám đốc tài khoản kỹ thuật số tại Huawei Technology. Thì đây là Pehan Jiu, là giám đốc chiến lược với dịch vụ kỹ thuật số và chuyên gia tiếp thị. Thì người đây là ông là người đam mê blockchain với hơn 12 năm kinh nghiệm toàn cầu trong cái tiếp thị quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật số. Thì cựu lãnh đạo của Huawei Technology Digital Service và thiết kế và triển khai cái thành công một số cái dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo và thành công nhất trên cả khắp châu Phi, Trung Đông, châu Á, và được trang bị bằng MBA của Đại học Liverpool và giáo dục điều hành của trường kinh doanh Harvard. Thì đây là Alexandri, thì ông này là một nhà truyền giáo blockchain chuyên nghiệp về công nghệ thông tin và blockchain với kinh nghiệm đa ngành kéo dài hơn 9 năm trong cả trọng tâm chính là công nghệ thông tin và dầu khí, có cả kinh nghiệm ngoài khơi và trên bờ trong một số trường đa văn hóa. Ông cũng là một nhà giao dịch tiền kỹ thuật đang được hoạt động và là người sáng lập của Angobit, nền tảng giao dịch B2B đầu tiên của Angola. Thì ông hiện đang làm việc với Petroleum ở Angola và thành viên tích cực của cộng đồng tiền điện tử Angola. Đây là Julie. Julie là một kế toán viên được chứng nhận chuyên nghiệp thực hành ở Kenya với hơn 8 năm kinh nghiệm. Cô đã làm việc với Procter và Gamber, USAID và một lãnh đạo một số cỡ trung bình để cung cấp các dự án lớn ở phần phía đông châu Phi. Đây là Victor, ông này là đồng sáng lập và là giám đốc điều hành với tư vấn blockchain và doanh nhân hơn 18 năm kinh nghiệm quản lý tiền nhiều triệu đô la, chương trình kinh nghiệm tư vấn ICT với Dell, MMC và VCE, Cisco, MTN và Huawei, thạc sĩ kinh doanh MBA tài chính và chuyển sang thành công cho một số giải pháp đăng ký SIM đầu tiên cho một trong những công ty viễn thông lớn nhất MTN với hơn 60 triệu người đăng ký, xây dựng trung tâm dữ liệu DES cho cơ quan doanh thu và UAA và các dự án toàn cầu khác ở châu Mỹ. Đây là Victor, ông này là phát triển thương mại và sản phẩm tài chính với tư vấn công nghệ tại PwC với hơn 8 năm kinh nghiệm trong cái kiểm toán và thuế, làm việc với PwC với tư cách là tư vấn công nghệ trong 8 năm, nơi ông đã xây dựng một số công cụ kinh doanh nội bộ và tạo điều kiện cho công việc áp dụng công nghệ mới để nâng cao cái hiệu quả công việc. Ông đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu, thiết kế và phát triển cái hệ thống thuế cho một số quốc gia lớn nhất ở châu Phi. Ông là người đam mê công nghệ và là một nhà giao dịch tiền điện tử đang hoạt động. Đây là Sirin Jamju, là trưởng phòng marketing với hơn 11 năm kinh nghiệm trong cái ngành công nghiệp truyền thông tài chính, thì đã làm việc ở tại 3 trong số 4 ngân hàng lớn ở Nam Phi, các khách hàng toàn cầu trên khắp châu Phi về cả chiến lược tài chính bao gồm cả thị trường ngân hàng và không bị ràng buộc. Sự hiểu biết của cô về cái bối cảnh tài chính và xu hướng trong các thị trường mới nổi này là tích hợp trong cả việc định vị và các xu hướng mới trong cái quá trình tiến hóa tiếp theo. Thì Sirin là một người sáng lập của Liquid Crypto Money, thì một công ty tư vấn về khối tin mật mã, về tư vấn cho các khách hàng trên khắp châu Phi, và là một trong những nhà bình luận truyền thông về cái tiền điện tử đã được giới thiệu ở Forbes, CNBC, CGTN, và cô cực kỳ đam mê về thúc đẩy các chiến lược dịch vụ nâng cao nhận thức nhằm mục tiêu về cái vấn đề này. Thì đây là Bilos, là người trưởng phòng chiến lược và hợp đồng thông minh chuyên nghiệp. Ông này chuyển kiểm tra hợp đồng thông minh, tư vấn tiếp thị ICO và cố vấn đầu tư tư nhân. Thì đây là Thomas, là người dẫn đầu chiến lược thanh toán toàn cầu. Thì ông này là người đồng sáng lập và ICO investor của một số cố vấn blockchain. Thì ông nắm giữ một công nghệ thông tin về bằng cấp đầu tiên về kỹ thuật điện tử. Ông là một người đam mê blockchain và nhà đầu tư tiền điện tử, một cựu sinh viên của trường kinh doanh Lagos. Ông học chiến lược và làm chủ chiến lược đại dương xanh. Ông có một mini MBA Telecom từ cả Intelcom và cả Học viện Công nghệ Vương quốc Anh, với khoảng 15 năm kinh nghiệm trong cả ngành công nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin ở Nigeria và nước ngoài. Thì ông có một sức
một người tin tưởng mạnh mẽ trong cái sức mạnh của blockchain và những điều kỳ diệu có thể giải quyết được trên toàn thế giới. Trong số các doanh nghiệp khác thì ông là một giám đốc điều hành một blockchain startup có trụ sở tại Lagos, Nigeria, chủ sở hữu của mạng xác minh danh tính Thomas là một thành viên. Thì đây là Orbi, là trưởng nhóm và quản lý cộng đồng. Ông này là người đam mê blockchain và crypto, người quản lý cộng đồng có kinh nghiệm, đã quản lý một số bán hàng mã token cực kỳ thành công trên các vùng khác nhau với 13 năm kinh nghiệm quản lý các dự án, các tổ chức khác nhau bao gồm ABB và Lightstar, người sáng lập và giám đốc điều hành của AGES giới hạn ở Nigeria. Thì đây là Charles Mezugoma, là quản lý trì cơ sở tầng và năng lượng. Thì đây là chuyên gia về cloud và enterprise infrastructure. Charles hỗ trợ Amazon West và Servai trong bộ phận hỗ trợ cloud với hơn 14 năm kinh nghiệm không gian cơ sở hạ tầng. Thì đây là người dẫn đầu và trao đổi mật mã có tên là Ayokule, với hơn 8 năm kinh nghiệm trong cyber security tiên tiến và một hiện là một tư vấn bảo mật trong mật thông tin, người đam mê blockchain và tech hash. Đây là Zulekha Kara, là người dẫn đầu và sáng kiến đại sứ kênh toàn cầu, là một doanh nhân người dùng tiền điện tử sớm và ủng hộ các nhà giao dịch tiền tệ, thợ mỏ, cố vấn ICO và chuyên gia tư vấn blockchain, người sáng lập của CryptoTrader, một trong những nhà cung cấp đào tạo tiền điện tử hàng đầu ở Nam Phi. Đây là Subramania, là nhà phát triển hợp đồng thông minh DApp, và ông này là người phát triển cái hợp đồng thông minh của Ethereum và viết hợp đồng thông minh để bán mã thông báo token ICO ERC20 vesting. Ngoài ra thì dạy cho mọi người Ethereum lập trình ở các buổi họp mặt ở Toronto. Thì đây là đội ngũ cố vấn của dự án này. Đây là Dominic Thomas, là giám đốc và điều hành, và Philin Sarai Platform Division, giám đốc điều hành và sáng kiến blockchain thế giới, dẫn đầu trong bộ phận tài chính cho Kubik này. Thì đây là Jai, người đồng sáng lập Thinking Loss, một nền tảng vốn mạo hiểm kết hợp với doanh nhân thị trường vốn. Thì ông cũng là MPV EPV của cái Insight Capital. Đây là tiến sĩ Jonathan Giovanni, là cố vấn pháp lý tại Manta, thì đối tác của WDM International, giám đốc điều hành ở Manta Citizenship và GC Dancy, cựu đại lý được chấp thuận tư vấn thuế. Đây là Richard Gardner, là cố vấn về trao đổi và bảo mật, là CEO của Modulus Global, Global CEO của Modulus, là phần mềm công nghệ cao được phát triển tại LASA, Microsoft, LASA, Yahoo, Siemens và hơn thế nữa. Thì đây là Leo Piadizu, là cố vấn blockchain và trader, và anh lại có hơn 20 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng và hiểu biết sâu sắc về cái thị trường vốn. Đây là Garan Gluovsen, là cố vấn về pháp lý ở châu Mỹ. Thì ông này là một luật sư được cấp phép với hơn 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí, làm việc với hợp đồng và luật sở hữu công ty và sở hữu trí tuệ. Đây là Jack Zhang, là cố vấn tương tác trực tuyến. Đây, ông này là người sáng lập công nghệ PIC, sở hữu một trong những cộng đồng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc với Úc, với hơn 600.000 thành viên và hơn 80.000 người dùng hoạt động hàng ngày. Đây là Alakalali, là người nhận thức về blockchain và cố vấn về giáo dục. Thì ông này là người sáng lập một trung tâm blockchain ở Botswana có tên là Satoshi Central. Cô đã thành lập trung tâm nơi cô hiện đang làm việc với nhà phát triển để làm cố gắng mang lại sự hiểu biết về Bitcoin và công nghệ blockchain. Đây là Ugo, là cố vấn về chiến lược. Thì Ugo là một nhà đầu tư và cố vấn ICO dày dặn kinh nghiệm. Thì ông đồng sáng lập và của cái Crypto Collective, một công ty chuyên về cố vấn và master root của ICO. Thì đó là cái đội ngũ phát triển cũng như là đội ngũ cố vấn của dự án CubitX. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang cubitx.io để tìm hiểu thông tin về dự án. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.